Thưa quý vị, Tết Dương lịch năm nay cận kề Tết Nguyên đán nên nhiều gia đình tranh thủ dịp nghỉ lễ đi mua sắm chuẩn bị cho năm mới. Sức mua tăng cao hơn so với ngày thường, ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Ghi nhận tại chợ Cồn sáng nay, không khí Tết đã hiện hữu. Trong điều kiện dịch bệnh, để an toàn, nhiều gia đình chọn cách sum vầy cùng gia đình trong 3 ngày nghỉ lễ, cùng nhau nấu bữa ăn ngon, cầu chúc một năm mới được an lành, hạnh phúc. Bây giờ là đầu năm mới thì em cũng muốn có bữa cơm gia đình, nên là tranh thủ thời gian rảnh ra một chút, mua một chút ít đồ để về nấu với gia đình để ăn một bữa cơm sum vầy. Trải qua một năm kinh doanh không mấy thuận lợi vì dịch bệnh, nhưng các tiểu thương vẫn đặt nhiều kỳ vọng trong năm mới 2022. Năm 2021 thì nói chung là rất khó khăn đối với bà con, nhưng mà có thể là nhà nước hỗ trợ cho là coi như cả 6 tháng thuế và 6 tháng mặt bằng. Cho nên do đó là bà con rất phấn khởi. Tại siêu thị Go Đà Nẵng, dòng người đổ về khu mua sắm này khá đông, khiến không khí tại đây nhộn nhịp hẳn. Siêu thị đang thực hiện chương trình khuyến mãi với hàng nghìn sản phẩm giảm giá từ 20 đến 50%. Nhiều người chọn thời điểm này vừa chuẩn bị thực phẩm cho những buổi tiệc trong dịp Tết Dương lịch, vừa sắm sửa dần cho Tết Nguyên đán sắp tới. Cũng tranh thủ được là những ngày nghỉ Tết á, là gia đình có sắp xếp thời gian đi lựa ít đồ với lại chuẩn bị sắm sửa cho Tết để tranh thủ vì thời gian gần nhau quá kìa. Theo phân tích của đại diện các hệ thống siêu thị, do người dân được nghỉ dài ngày nhưng không đi du lịch nên có xu hướng tổ chức ăn uống vui chơi tại nhà để tiết kiệm chi phí. Ngoài ra vào thời điểm này, hàng loạt trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tổ chức giảm giá, khuyến mại hàng nghìn sản phẩm. Vì vậy, người tiêu dùng có cơ hội mua sắm với giá tiết kiệm. Không phải là ngày hôm nay mà tôi quan sát là một tuần trở lại đây thì lượng khách đã đến siêu thị rất là nhiều. Mở ra một cái hy vọng, một cái kỳ vọng là mọi cuộc sống sinh hoạt nó trở lại bình thường. Theo các siêu thị, hơn một tuần nay, sức mua có sự thay đổi lớn, doanh số tăng từ 10 đến 20% so với ngày thường. Dự kiến sẽ còn tăng cao hơn trong những ngày nghỉ lễ tiếp theo.